cái mẫu mới của nhà Củ Chi nha cả nhà. Theo full áo cho cả nhà mình luôn nha, rất là sang xịn mịn luôn á cả nhà ơi. Con này rất là chất nha cả nhà, hai màu, màu đen và màu trắng nha. Sang lắm cả nhà ơi, tại vì tất cả họa tiết của nó đều là thêu hết nha cả nhà. Cổ là có phối sọc cho cả nhà mình nha. Cổ là phối sọc nè. Cái bản cổ rất là dày luôn cả nhà, dày dặn và đứng phơm nha cả nhà, không bị rảnh nha. Đường kim mũi chỉ nẹp áo đi rất là thẳng cả nhà, mật độ kim rất là đều nha cả nhà. Nè, cái lai áo may nè cả nhà, rất là tỉ mỉ luôn giùm em. Đường nét kim đi rất là đẹp nha cả nhà. Có xẻ cho cả nhà mình bên hông nha. Đó, áo polo nhà em là lúc nào cũng có xẻ hết. Bo tay là có co giãn luôn nha cả nhà. Phần bo tay này co giãn tốt luôn nha. Chất vải thì rất là mềm mịn cả nhà ơi. Vải là cô tông gai mềm nha cả nhà, rất là mềm mịn giùm em ha. Mềm mịn lắm cả nhà, mình mặc rất là mát, thấm hút mồ hôi tốt nha cả nhà. Những cái thêu này là những cái họa tiết này là thêu hết luôn á cả nhà ơi. Thêu từng con ong luôn nè, rất là sắc nét nha. Nhưng mà bên trong thì mặt không có bị ngứa đâu cả nhà, mình yên tâm. Cái phần thêu á là chỉ nha. Nè, cái phần chỉ nó đi rất là mềm cả nhà, không có bị ngứa cả nhà, mình cứ yên tâm. Đó, mặt không có bị ngứa đâu nha. Full áo luôn nha cả nhà, thêu full áo luôn. Đằng sau là cũng thêu luôn cả nhà ha. Từng cái con ong này luôn nè, thêu nổi luôn nha cả nhà. Thêu nổi cho cả nhà mình luôn. Sang lắm cả nhà ơi, cả nhà mình cứ mạnh tay chốt cái mẫu này giùm em đi cả nhà. Màu đen nè cả nhà, nếu mà ai mà thích cái tông màu tối thì lấy màu đen giùm em nha. Còn muốn mà Tết này mình tươi sáng một chút thì mình lấy màu trắng nha cả nhà. Đó, nhưng mà nó có thêu họa tiết lên thì nhìn cũng rất là đẹp cả nhà, không có bị tối đâu cả nhà mình yên tâm. Màu sắc này kia rất là sáng cả nhà, cái màu trắng cả nhà, cái màu trắng thêu họa tiết lên đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Cái màu đen thì nó nổi được cái cổ màu đỏ nha. Đó, màu nào cũng đẹp hết cả nhà, mình comment cân nặng chiều cao tư vấn size nha. Năm nay là đang rất là hot những cái mẫu thêu nha cả nhà.